Yo, chào mừng các anh em đã quay trở lại. Mình là Dio, người hướng dẫn nhiệm vụ chậm nhất hành tinh. Mình ngồi lên đây không phải là để hướng dẫn các anh em cái nhiệm vụ chúng ta kiếm thêm được một cái rừng cấp 2 cùng với là cái thành tựu cư dân thung lũng sinh mệnh. Mà mình muốn kể cho các anh em nghe cái câu chuyện rất lâu rồi tại vực đá sâu. Chúng ta đã biết là 500 năm trước, đại chiến Kharia, tất cả các vương quốc ở trong lục địa Tây Vát đều bị vực sâu tấn công. Nhưng mà các anh em có biết là nơi nào bị tấn công đầu tiên không? Đón xem, đón xem. Vực đá sâu đó các anh em, vực đá sâu là nơi đầu tiên bị tấn công. Nhưng mà trước khi đến với là câu chuyện thì chúng ta hãy tới với một nơi phong cảnh hữu tình nào. Từ khu mỏ chính, cổng dịch chuyển, các anh em men theo một cái con đường sườn núi bên phải để mà đi đến một cái khu vực phong cảnh hữu tình, có gió, có nắng, có cây và rất là phù hợp để mà chúng ta sống ảo. À, trên dọc đường đi thì nó sẽ có một cái bức tường đá có thể phá hủy bằng hai cái thùng thuốc nổ đó. Tevat, thế giới rỗng. Kharia chính là vương quốc trong lòng đất. Sự phát triển của nó bây giờ đã vượt qua trời cao. Chỉ cần một chút thời gian nữa thôi là nó sẽ vạch trần ra cái sự dối trá của thiên lý. Thiên lý không thể mà đứng nhìn cái bàn tọa của mình bị lay chuyển bởi vị Kharia được. Để lệnh cho các vị thần chia làm hai mặt trận đột kích tấn công vào Kharia. Và vực đá sâu nằm giữa biên giới Sumeru với lại Lilye, đó chính là cái chiến tuyến đầu tiên. Đội đầu tiên do nhân vương đế quân dẫn đầu, đi bé chính đó chính là Lôi thần. Thảo thần chịu trách nhiệm là Tibet hỗ trợ và phong thần Papatos thì chịu trách nhiệm đánh khống chế khuếch tán dạng kháng nguyên tố. Và có lẽ là mọi chuyện tồi tệ sẽ không bao giờ xảy ra nếu như mà thần rừng không một mình đi tới gốc cây thế giới nằm bên dưới của vực đá sâu. Đau thương về điều này, ba vị thần đã quyết định chọn nơi đây chính là nơi chôn cất cho Thảo thần. Ba cột nguyên tố đã dựng lên để mà tương ứng cho nguyên tố của ba vị thần. Và ba vị thần đã đặt lên một lời nguyền: nơi này sẽ không bao giờ được tìm thấy, phong ấn này sẽ không bao giờ được phá giải. Cho đến khi một kẻ tha hương đến từ những vì sao có khả năng nhìn thấy những cái lá cỏ nguyên tố, có khả năng nắm giữ sức mạnh của dòng chảy sinh mệnh và sử dụng được tất cả các nguyên tố, có khả năng thách thức trời cao và các vị thần. Và ba vị thần đã tạo ra ba cột nguyên tố, phong ấn, hạt giống khô héo, thứ có thể giúp cho nhà lữ hành tới với lại Sumeru, có thể giúp cho tìm thấy chân tướng của sự thật thế giới này. Và bây giờ, vấn đề chỉ còn lại là thời gian. 500 năm đối với là vực đá sâu cũng trôi qua nhanh như là một cái chớp mắt. Ok, cảm ơn các tất cả anh em đã ngồi đây để nghe một cái câu chuyện mình vừa mới bịa ra. Và chắc chắn là hạt giống khô này sẽ kết nối chúng ta vào trong một cái nhiệm vụ tại Sumeru, giống như là cái lọ tại Long Tích Tuyết Sơn sẽ kết nối chúng ta cùng với lại Inazuma đó các anh em. Còn bây giờ thì tạm biệt các anh em, hẹn gặp lại tất cả các anh em trong những nội dung sau.